Chào mừng mọi người hôm nay đã đến với lại cái buổi thực hành đầu tiên trong cái về cái phương pháp gọi là phương pháp mà cảm thấy mình hạnh phúc, cảm thấy mình vui vẻ. Vâng, xin chào anh, chào chị Lưu Hà, chào anh Hồng Tư, chào chị Trang, chào chị Dương Thị Tâm. Đây là một hành trình mà Thuận thực sự cảm thấy nó là một hành trình có ý nghĩa. Và cái hôm mà Thuận thực hành đến ngày thứ khoảng ngày thứ 18, 19 gì đó, thì Thuận đã nhắn tin cho chị Hương là vợ của thầy Ngọc ấy, là chị Hương ơi, Thuận đã tìm ra được cái phần còn thiếu. Tức là trước khi và Thuận hướng dẫn chi tiết thì có ai muốn nghe kể chuyện không ạ? Nhà mình có ai muốn nghe kể chuyện không ạ? Nếu mà muốn nghe kể chuyện thì gõ là có giúp Thuận đi ạ. Vâng, cảm ơn chị Trang rất là nhiều, cảm ơn chị Tâm, rất là tuyệt vời. Và để cho cái buổi thực hành này nó giúp cho mọi người đạt được cái kết quả thì Thuận sẽ thường xuyên kể cái câu chuyện nó liên quan đến chính cái trải nghiệm thực hành của mình. Bởi vì thực tế thì lý thuyết ý, kiến thức ý, nó là một cái nó là kho báu. Nhưng mà kiến thức đó là kho báu nhưng nó chưa phải là của mình cho đến khi mà mình trực tiếp thực hành nó trên chính cuộc sống của mình. Khi mà mình thực hành trên chính cuộc sống của mình thì cái kiến thức đó nó sẽ trở thành chính cái sức mạnh mà mình có thể sử dụng được và nó tạo ra cái kết quả cho chính cuộc sống của mình. Và chính vì vậy, những gì chúng ta học được hàng ngày hay là đọc được trong sách vở hoặc là nghe được ai đó chia sẻ thì nó phải được chuyển hóa thành những hành động, việc làm cụ thể trong cuộc sống của mình. Thì lúc đó mình sẽ bắt đầu nhận được những cái thành tựu và chuyển hóa được cho chính cuộc trong những cái kết quả trong cuộc sống của mình. Và mình sẽ có được cái cuộc sống như mình mong muốn nếu như mà mình biết áp dụng đúng cách. Đấy. Thì cái ngày hôm mà bây giờ mọi người có thể là nhắn tin cho những người bạn của mình, nếu mà mình biết nha, nhắn tin cho những người bạn của mình cho mọi người biết để thức dậy để thực hành cùng với mình, nhắn tin cho những người bạn của mình hoặc là có thể là những người thân, có thể là những đồng nghiệp để cho mọi người biết để thực hành. Chúng ta có thể gửi cái link Zoom, gửi cái link của buổi Zoom ấy cho những cái người mà chúng ta muốn họ vào tham gia thực hành cùng với mình. Và nếu như trong gia đình thì nếu như trong gia đình hoặc là những người thân yêu của mình mà cùng thực hành với mình ấy, thì cái gọi là cái kết quả ấy, nó được tăng lên về cái trong cái vật lý, trong vật lý Thuận học thì Thuận nhớ là nó có một cái khái niệm gọi là cộng hưởng tần số, cộng hưởng trong dao động. Đấy, thì nếu mà hai người cùng thực hiện thì hai người sẽ cùng phát ra một cái tần số giống nhau và như vậy thì nó sẽ có cái sự cộng hưởng giống như nhà Thuận may mắn đã có được trong thời gian vừa qua, đó là hai vợ chồng cùng thực hành. Mặc dù ấy là hai vợ chồng cùng thực hành không phải cùng một thời điểm, nó hơi lệch nhau một chút, nhưng mà vì có cùng thực hành cho nên cái sự cộng hưởng nó rất là nhanh. Và ngày hôm nay thì nhà Thuận trong hàng ngày nha, trong hàng ngày thì trong khoảng đâu đó tầm khoảng là gần 20 ngày này thì có thêm bố nữa, mà bố cũng là cái người mà rất là mở lòng để đón nhận cái phương pháp này do Thuận hướng dẫn cho bố thực hành. Cho nên đến bữa ăn hay là ngồi nói chuyện cùng nhau, Thuận cảm nhận được cái niềm vui của tất cả mọi người. Và đến sau đó thì nó được lan truyền sang cậu con trai nhà Thuận. Cậu con trai nhà Thuận thì chưa có chịu thực hành lòng biết ơn, chưa có chịu ngồi thực hành giống như Thuận và cô Thúy đâu. Nhưng mà các anh chị biết không ạ, là đến bữa ăn hoặc là khi mà Thuận đưa cái gì đó cho con Thuận ăn thì Thuận cũng nói là con biết ơn thức ăn đi. Thì cái ngày đầu tiên ấy là con không chịu nói nha, con nói là không. Thế thì là Thuận mới bảo vậy thì con làm dấu đi. Tức là ở bên đạo Công giáo thì trước khi ăn thì thường hay làm dấu. Không biết là ở trong Zoom nhà mình đây có ai là ở bên đạo Công giáo không ạ? Nếu mà có thì mình gõ số 1 giúp Thuận nhỉ. Thì ở bên đạo Công giáo là trước khi ăn một cái điều gì đó, trước khi ăn cơm thì mình hay làm dấu như này. Đấy, làm dấu như này. Nhưng mà lại là con trai nhà Thuận hôm đó thì Thuận mới nói là thôi con thực hành lòng biết ơn đi, con biết ơn thức ăn đi. Thì cậu con trai mới lắc đầu là không. Thế Thuận mới bảo là vậy con làm dấu đi. Thì cậu làm dấu rất là nhanh. Cậu ơi, cậu làm nhanh lắm mà mình còn không nhìn hết được các cái thao tác con làm. Thì Thuận cũng không nói gì cả, vui vẻ. Nhưng mà đến gần đây, những ngày gần đây ấy, thì khi mà Thuận đưa cái gì đó cho con ăn hoặc là trong bữa ăn mà nếu như mà con chưa có làm thì Thuận nhắc con, bảo Thuận bảo này, con ơi con biết ơn thức ăn đi, thì con bắt đầu biết ơn thức ăn. con bắt đầu nói ra cái từ biết ơn. Thì điều đó có nghĩa là gì ạ? Bởi vì đơn giản là bởi vì trong nhà thì có 4 người, hiện tại đang sống có 4 người, gồm có ông nội này, tức là bố của Thuận này, rồi Thuận này, Thúy này, là bà xã Thuận này và con trai Nhật Minh. Thì 3 người này đang thực hành mỗi ngày rồi. Đấy, và đến lúc ăn cơm thì 3 người đều đang thực hành. Thành ra đến mình nói con trai mình thực hành nó vô cùng đơn giản và con cũng làm theo, tại vì nó là chuyện bình thường. Thành ra hay là nếu như chúng ta có những người bạn hoặc là có những người thân, kể cả là không đang ở cùng gia đình của mình nhé, có thể đâu đó họ ở ngoài quê hoặc là đâu đó họ đang thành phố ở đâu đó, thì chúng ta cũng có thể là gửi cho họ thông điệp để cho họ thực hành. Và chỉ cần họ hiểu rằng cần phải thực hành cái lòng biết ơn thôi thì cái kết quả nó đến với chính mình nha, chứ không phải đến với họ, đến với chính mình nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều, bởi vì nó có cái sự cộng hưởng về tần số. Đấy, thì Thuận quay trở lại là khoảng gần ngày thứ 20, Thuận không nhớ ngày cụ thể, khi mà Thuận thực hành cái phương pháp này, Thuận thấy trong mình nó thay đổi rất là nhiều. Và Thuận mới nhắn tin cho chị Hương. Thuận bảo đi, chị Hương ơi, Thuận tìm ra được công thức rồi, đây là cái phần còn thiếu của Thuận, và Thuận nghĩ rằng đây nó chính là cái chìa khóa cho tất cả các thành công của mọi người. Có nghĩa là gì ạ? Là mặc dù ấy là Thuận đã đi học rất là nhiều rồi, Thuận đã học, Thuận đã đóng tiền, cái số tiền mà Thuận tham gia các cái chương trình đào tạo phát triển bản thân mà làm giàu ấy, có cái chương trình, có cái người thầy Thuận nó phải đóng lên tới cả 900 triệu, gần 1 tỷ đồng, hơn 900 triệu để Thuận học. Thì có nghĩa là Thuận đang đi, nhưng mà Thuận vẫn chưa tìm ra được cái cách để mà mình có thể sống trong cái sự vui vẻ và cái sự hạnh phúc. Bởi vì là nó vẫn nặng, rất là nặng về cái việc mà mình phải kiếm thật là nhiều tiền, sau đó mình mới đạt được sự hạnh phúc, chứ mình chưa có tìm ra được cái chìa khóa. Và khi mà mình thực hành cái phương pháp này thì mình cảm thấy rõ được cái sự vui vẻ ở trong mình, thấy rõ được cái sự hạnh phúc ở trong mình. Và Thuận nhắn với chị Hương là bảo chị Hương ơi, đây rất là tuyệt vời, đây đúng là cái phương pháp, đây đúng là cái chìa khóa mà Thuận cần, và Thuận tin rằng đây nó sẽ giúp cho, gọi là cái chìa khóa thành công cho mọi người. Và Thuận lúc đó Thuận đã nói với chị Hương rằng ấy là Thuận cũng sẽ thực hiện cái phương pháp này cho những người mà hướng dẫn cái phương pháp này cho những người mà Thuận biết. Và đúng quả thực như vậy, từ cái ngày hôm đó đến giờ, ngày nào cũng có cái sự vui vẻ, ngày nào cũng có cái niềm vui ở trong gia đình. Và cái ngày đầu tiên ấy là ở trong cái hành trình suốt trong vòng là 28 ngày thì chúng ta, hôm qua chúng ta được biết là có 12 ngày đầu tiên là chúng ta cần phải biết ơn những gì chúng ta đang có, biết ơn những gì chúng ta đã có. Và cái hành trình này thì ngày hôm nay chúng ta thực hiện cái ngày đầu tiên, và Thuận sẽ share cái slide cho mọi người ha, share cái slide để mọi người xem. Đây là ngày đầu tiên. Ngày hôm nay là thực hành phép màu ngày 1, cảm thấy mình thật vui vẻ và hạnh phúc. Thì để cảm thấy mình thật vui vẻ và hạnh phúc ấy thì nó mới tức là gì, theo nguyên lý của vũ trụ, đây là theo luật tự nhiên, không có theo một cái tôn giáo nào hết, đó là theo luật tự nhiên. Thì nếu như chúng ta không cảm thấy biết ơn với những gì mình đang có thì ngay cả những gì mình đang có cũng sẽ bị lấy mất đi. Cho nên chúng ta cần phải học cái cách và rèn cho chính bản thân mình có một cái phong cách sống. Mọi người có thể ghi lại giúp Thuận là chúng ta mục tiêu là chúng ta cần rèn luyện cho mình có một cái thói quen biết ơn với mọi thứ trong cuộc đời của mình, mọi thứ xung quanh mình, tức là trong mọi mặt trong cuộc sống của mình. Mình phải rèn cho mình có một cái thói quen đó. Và theo cái ngôn từ mà Thuận nói đó là gì? Đó là chúng ta cần phải biến cái sự biết ơn, cái thói quen biết ơn này nó trở thành cái phong cách sống trong gia đình của mình. Mọi người hãy ghi giúp Thuận ạ, là nó là biến cái gọi là cái sự biết ơn này, biến cái văn hóa biết ơn này, nó trở thành, biến cái gọi là thói quen biết ơn này, nó trở thành cái văn hóa trong gia đình. Văn hóa nó là cái phong cách sống của cá nhân mình, và nó là văn hóa trong gia đình của mình. Và nếu như ai đó đang là chủ doanh nghiệp thì hãy biến cái thực hành lòng biết ơn này nó trở thành cái văn hóa trong chính doanh nghiệp của mình. Nếu ai đó mà đang là một cái người trong một cái cộng đồng nào đó, hoặc là trong một cái hội nhóm kinh doanh nào đó, thì hãy biến cái văn hóa biết ơn này, biến cái thói quen biết ơn này trở thành cái văn hóa trong chính đội nhóm kinh doanh của mình. Thì lúc này mọi thứ nó sẽ được mở ra, và Thuận tin rằng là cuộc sống sẽ dư dả đủ đầy, và ở trong cái bài Ngày hôm qua ấy, thì chúng ta đã học được là có một cái công thức gọi là công thức nhiệm màu. Và cái công thức nhiệm màu này đó là gì ạ? Đó là chúng ta phải luôn luôn suy nghĩ và nói ra từ nhiệm màu cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn 3 lần. Tức là khi mà chúng ta muốn là cái phép màu nó được kích hoạt ấy, thì chúng ta cần phải suy nghĩ và nói ra cái từ nhiệm màu này. Nhưng mà cái từ này nó chính là cái từ cảm ơn, nhưng mà phải nói 3 lần. Đấy. Thuận lấy ví dụ như là nếu mà chúng ta nghĩ đến một cái điều gì đó trong cuộc sống và chúng ta muốn thực hành cái lòng biết ơn, thì chúng ta cần phải nói 3 lần cái từ nhiệm màu cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn sau cái điều mà chúng ta nghĩ đó, hoặc là trước cái điều mà chúng ta nghĩ đó. Đấy. Thì chúng ta lưu ý đây là cái công thức nhiệm màu ha, công thức nhiệm màu. Điều thứ hai là bạn càng suy nghĩ và nói từ nhiệm màu cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn với ý thức thì bạn sẽ càng cảm thấy biết ơn. Như thế nào gọi là nói với ý thức? Tức là chúng ta không nói một cái cách là gọi là giống như kiểu là vô thức, mà chúng ta nói trong cái sự ý thức của mình. Có nghĩa là chúng ta nói mà chúng ta tập trung vào từng cái từ mà chúng ta nói ra. Tức là gì? Cảm ơn chúng ta nói để chúng ta cảm nhận được. Chúng ta nói này, cảm ơn, cảm ơn. Chúng ta nói và chúng ta lắng nghe, chúng ta nghe cái âm thanh mà chúng ta đang nói ra. Chúng ta nói mà chúng ta đang thì lắng nghe, chúng ta đang quan sát được luôn chính cái hơi thở khi chúng ta đẩy ra từ trong miệng để nó phát ra cái từ cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Như vậy được gọi là nói có ý thức. Nếu mà ở một cái tầng cao hơn nữa, đó là chúng ta nói và chúng ta cảm nhận được cái sự rung động của cái dây âm thanh. Thuận không biết cái dây âm thanh gọi là cái dây gì ở trong cổ họng của mình này. Mình nói và mình cảm nhận được cái sự rung động của lưỡi của mình, của môi của mình, của cái gọi là cái bộ phận âm thanh trong cổ của mình này. Đấy. Thì lúc này có nghĩa là mình đang nói với ý thức. Và ở trong 28 ngày tiếp theo thì nó sẽ có một cái bài để cho mình cảm nhận một cách sâu sắc từ trong trái tim của mình khi mà mình nói cái từ cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Đấy. Cho nên lưu ý là nói không phải là vô thức mà nói phải có ý thức em mọi người. Và bạn càng suy nghĩ và cảm nhận lòng biết ơn một cách có ý thức thì bạn sẽ càng nhận được nhiều sự đủ đầy. Mọi người hãy giúp Thuận là chụp lại cái màn hình của cái trang này, là cái trang đầu tiên này, và để chúng ta ghi lại vào trong sổ, hoặc là chúng ta có thể là chúng ta in nó ra để chúng ta dán lên trên tường nhà mình, ở cái nơi mà mình thường hay nhìn thấy, để nó nhắc nhở mình là mình cần phải làm cái điều này hàng ngày. Đấy. Hãy có thể chụp lại và in lên trên cái in ra giấy và dán lên tường nhà mình ha. Đấy. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Rồi, và thiết lập ý thức và năng lượng về lòng biết ơn là một cái điều mà chúng ta cần phải thực hiện, bởi vì ấy, là cái ý thức, cái thói quen về lòng biết ơn ấy không phải lúc nào chúng ta cũng duy trì được. Thuận cũng là một cái người mà may mắn là được có cái thời thơ ấu của mình là Thuận được học ở trong cái môi trường là về bên Công giáo, về bên đạo Công giáo, là Thuận được học rất là nhiều về giáo lý. Nhưng mà sau đó thì Thuận cũng đã quên mất rằng mình cần phải sống với cái tình yêu thương và cái lòng biết ơn. Bởi vì đối với lại bên Công giáo ấy thì giống như kiểu là đạo Công giáo ấy thì người ta còn gọi đó là một cái đặc gọi là yêu thương. Tức là Thiên Chúa ấy là dạy cho mọi người là phải luôn luôn sống với lại cái tình yêu thương. Đấy. Và mặc dù vậy nhưng mà Thuận đã quên nó đi. Và khi mà bận rộn với cuộc sống thì Thuận lao ra bên ngoài để đi học làm giàu và kiếm tiền. Thì lúc này Thuận lại đặt tiền lên trên hết. Cho nên là Thuận không nghĩ rằng mình cần phải biết ơn. Và mọi người biết không ạ, khi mà những cái năm đầu tiên, cách đây khoảng là 3-4 ngày, thì Thuận có nói chuyện với cô Thúy và bà xã của Thuận. Thuận nói bảo em ơi, sao anh thấy cái cuộc sống nhà mình hiện tại sao nó quen thế nào á? Hình như nó đã từng diễn ra ở trong quá khứ, ở trong những cái năm đầu, diễn ra ở trong quá khứ một cái khoảng thời gian nào đó. Sao anh thấy quen quá? Anh cũng đi chợ này, anh cũng nấu ăn này, và anh cũng cảm thấy rất là vui vẻ này. Đấy. Thì cô Thúy mới nói là chứ đây chính là cái thời điểm ban đầu khi mà chúng ta mới cưới nhau. Cô Thúy cô nói vậy. Nó bảo đây chính là cái cách sống này, cái gia đình này như mình hiện tại, giống như là đúng như là cái thời điểm, nó chính là cái thời quay trở về cái thời điểm ban đầu khi mà chúng ta mới cưới nhau. Và Thuận bảo ôi đúng rồi, cái hồi đó chúng ta mới cưới nhau thì anh chính là người đi chợ, anh chính là người mua đồ về, anh chính là người nấu cơm, anh chính là người mà giặt quần áo. Ô, thì ra là mình đã có cái sự những cái điều hạnh phúc này ngay từ khi chúng ta, ngay từ ban đầu, nhưng mà mình đã vì cái chuyện mà cơm áo gạo tiền mình đã quên nó đi, và dần dần mình cứ làm cho nó mai mọt dần, và đến sau một cái hành trình dài gần 16-17 năm mình bắt đầu mình mới lấy lại được cái cảm giác đó, lấy lại được cảm xúc đó. Vậy thì rõ ràng một điều rằng ấy là bây giờ mình phải, nếu như mình muốn không để cho nó mất đi ấy, thì mình lại phải quay trở lại, đó là mình phải biến, mình phải làm cho cái năng lượng và lòng biết ơn này nó phải diễn ra hàng ngày trong cuộc sống của mình. Đấy, và Thuận đã, từ khi mà Thuận duy trì được cái sự biết ơn, từ cái khi mà Thuận học xong ấy và thực hành ấy, và nhất là cái giai đoạn mà sau khi Thuận đi thiền, cái khóa gần nhất đây là, tức là cách đây đâu đó tầm khoảng là gần 20 ngày trở lại đây ấy, thì Thuận bắt đầu, Thuận ngay là Thuận thực hành. Cái hòn đá này đi kèm với Thuận suốt ngày ha. Suốt ngày đi kèm với Thuận, hòn đá này không phải là chỉ có trong 28 ngày thực hành đâu, mà nó đi với Thuận suốt ngày. Đấy, và ngày mai Thuận sẽ nói về hòn đá này. Đấy. Vậy thì chúng ta sẽ cảm thấy thật vui khi nghĩ về điều mà bạn biết ơn. Đấy. Và tránh suy nghĩ tiêu cực, vì nếu cảm thấy tiêu cực thì sự tiêu cực cũng sẽ gia tăng. Đấy. Bởi đơn giản là gì ạ? Theo quy luật của tự nhiên, đó là gì ạ? Là luật hấp dẫn. Luật hấp dẫn là một cái luật mà được các nhà khoa học đã khẳng định rằng nó tồn tại, và khi mà mình nghĩ về điều gì, thì mình đang thu hút chính cái điều đó đến với mình. Tức là nếu mình nghĩ về những điều tiêu cực thì mình đang thu hút những điều tiêu cực đến với mình. Khi mình nghĩ về những niềm vui, về những cái điều mà mình muốn, thì mình đang hút những điều mà mình muốn đến với mình. Cho nên ở đây chúng ta cần phải thiết lập ý thức và năng lượng và lòng biết ơn là hãy luôn luôn cảm thấy vui. Và chính chúng ta, khi chúng ta biết ơn thì chúng ta sẽ cảm thấy được cái niềm vui. Và chúng ta hãy luôn luôn biết ơn mọi thứ trong cuộc sống của chúng ta. Và cái công thức của ngày hôm nay ấy, thì chúng ta sẽ biết cách để làm sao đó chúng ta thấy được, chúng ta biết ơn được, chúng ta tìm ra cái điều chúng ta biết ơn và chúng ta cảm thấy được cái sự vui vẻ. Rồi, cảm ơn mọi người. Đó là gì ạ? Trong ngày hôm nay, thì trong ngày hôm nay, cái phương pháp của ngày hôm nay đó là chúng ta cần phải quan sát ở xung quanh trong cuộc sống của mình. Chúng ta quan sát xung quanh trong cuộc sống của mình, và trong quá khứ, trong cuộc sống hiện tại và trong quá khứ, là chúng ta cần phải là gì? Tạo ra danh sách 10 điều biết ơn. Và cái danh sách này nó sẽ phải được theo một cái cấu trúc. Theo một cái cấu trúc, thì cái cấu trúc đó là gì ạ? Đó là tôi thật sự, cái cấu trúc là nó sẽ được viết theo cái cấu trúc, nó có bốn cái mẫu câu này. Là tôi thật sự vui khi có được điều gì ha. Đây là cái thứ nhất ý, là có được cái điều gì, và chúng ta cái điền vào cái chỗ trống này ấy, là tôi thật sự vui khi có được điều gì này. Bởi vì thì cái phần đằng sau này là tại sao. Đấy. Mọi người có thể là ghi nhanh hoặc là có thể chụp màn hình lại cái cấu trúc này, bởi vì cái cấu trúc này chúng ta sẽ dùng trong suốt cả cuộc đời của mình. Cái cấu trúc này chúng ta sẽ dùng trong suốt cả cuộc đời của mình để chúng ta đánh thức cái phép màu trong chính cuộc sống của mình. Cho nên là hãy ghi hoặc là chụp lại màn hình. Thì lưu ý ở đây ạ, trong cái phần này để Thuận điền thêm vào đây là Thuận điền thêm vào cái chỗ này ấy, là chúng ta sẽ ở đây nó chính là tôi thật sự vui khi có được điều gì này. Điều gì này. Chỗ này là bổ sung vào đây là cái chữ là điều gì ha. Điều gì này. Và bởi vì thì ở đằng sau này có nghĩa là chúng ta cần phải bổ sung vào chữ tại sao. Đấy, tại sao, điều gì, và chúng ta phải điền vào, và đằng sau này là tại sao. Vậy thì ở đây có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa như là Thuận lấy ví dụ như thời điểm đầu Thuận, khi mà Thuận thực hành lòng biết ơn này, thì 10 cái điều này là gì ạ? Thuận lấy ví dụ cái ngày đầu tiên mà Thuận làm thì Thuận sẽ ghi như thế này: tôi thật sự vui khi có được kiếp làm người này. Này, điều đầu tiên này, tôi thật sự vui khi có được kiếp làm người này. Bởi vì thì Thuận ghi các bạn tại sao đằng sau này. Khi sống ở kiếp người thì tôi đã gặp được chánh pháp và thực hành chánh pháp mỗi ngày. Thì đây là một ví dụ. Hay là cái ví dụ thứ hai là tôi thật sự vui khi có được cơ thể khỏe mạnh này. Tôi thật sự vui khi có được cơ thể khỏe mạnh này, bởi vì nhờ vậy mà tôi có thể làm những điều hữu ích cho mình và những người xung quanh. Đó, đây là cái ví dụ thứ hai. Hay là tôi thật sự rất vui và biết ơn. Thuận dùng cái mẫu câu thứ hai này: tôi thật sự rất vui và biết ơn đối với cha mẹ tôi, vì cha mẹ đã sinh ra tôi và nuôi dạy tôi khôn lớn. để tôi có được cuộc sống như ngày hôm nay. Đó là cái mẫu câu ha. Thuận dùng cái mẫu câu này để Thuận viết ra cái điều biết ơn, ra cái danh sách 10 điều biết ơn. Hay là cái mẫu câu tiếp theo đó là gì ạ? Tôi thật sự biết ơn đối với thầy Nguyễn Phúc Quang Ngọc vì thầy đã dạy cho tôi kinh doanh và chia sẻ cho tôi biết đến thiền Vipassana. Đây là một cái mẫu câu mà Thuận đang dùng. Cái mẫu thứ ba này, là tôi thật sự biết ơn này. Thì đây là tôi thật sự biết ơn với thầy Nguyễn Phúc Quang Ngọc. Bởi vì này thì có nghĩa là tại sao đằng sau đấy? Bởi vì thầy đã dạy cho tôi về kinh doanh và chia sẻ cho tôi biết đến thiền Vipassana. Đó là mẫu câu thứ ba. Mẫu câu thứ tư là cũng là tiếp tục cái là tôi thật sự biết ơn đất nước này, bởi vì nhờ đất nước này mà tôi có được cuộc sống tươi đẹp như ngày hôm nay. Tại vì sao? Bởi vì cái lúc mà Thuận đang thực hành này thì thời điểm đó Thuận cũng hay coi thời sự. Thuận cũng hay lên trên mạng, Thuận đọc tin tức về chiến tranh giữa Ukraine và Nga. Thuận thấy rằng là mình đang ở đất nước Việt Nam này quá tuyệt vời luôn, cho nên Thuận lại cảm thấy biết ơn đất nước của mình, bởi vì đất nước đã cho mình có cái cuộc sống gọi là bình yên như hiện tại. Và cái mẫu câu cuối cùng, mẫu thứ năm này, với tất cả tấm lòng đây, với tất cả tấm lòng tôi biết ơn thầy Nguyễn Phùng Phong, bởi vì thầy đã cho tôi cơ hội hợp tác và giúp tôi phát triển kinh doanh, phát triển bản thân trong thời gian qua. Đấy, thì cái ngày hôm đó là Thuận ghi ra 10 cái mẫu câu đó và ghi ra 10 cái điều. Thì 10 cái điều đây nhá, đây là tạo ra danh sách 10 điều này. Chút xíu nữa Thuận sẽ chốt lại là sẽ một lần nữa nhắc lại xem ngày hôm nay mình phải làm gì. Nhưng mà Thuận đang hướng dẫn cho mọi người sử dụng 4 cái mẫu câu này. Thuận đang hướng dẫn cho mọi người sử dụng 4 cái mẫu câu này ha. Cho nên ý, mọi người sẽ viết tìm ra cái điều mà mình cảm thấy biết ơn, dù nó nhỏ xíu ấy ha. Thuận lấy ví dụ này. Vậy thì nếu mà ai đó mà đang cảm thấy rằng mình không có cái điều gì để biết ơn trong quá khứ và trong hiện tại, thì hãy quan sát này. Trên cơ thể của mình có đang đầy đủ các bộ phận trên cơ thể không? Mình có đủ 2 tay không? Mình có đủ 2 mắt không? Và mình biết rằng ở bên ngoài kia có những người họ đang không có, họ không nhìn thấy được ánh sáng, đúng không ạ? Thì mình sẽ biết ơn đôi mắt của mình. Hay là mình có thấy rằng có những người đang thì bị tổn thương một tay họ đang bị cụt tay không? Thì nếu mà vậy thì mình hãy biết ơn rằng mình đang có đầy đủ 2 tay. Thì vậy thì ở đây chúng ta sẽ biết ơn cái gì? Thì ở đây chúng ta sẽ có là lựa chọn. Chúng ta sẽ lựa chọn những đối tượng để cho mình biết ơn. Đấy, thì thứ nhất là chúng ta có thể là nhớ về, nếu như chúng ta có theo một cái tôn giáo nào đó thì chúng ta có thể là nhớ về những vị thánh. Em sẽ dùng giúp anh. Đấy. Những vị thánh nhân như là Đức Phật, Chúa hay là những Bồ Tát. Hoặc là chúng ta biết ơn những đối tượng thiên nhiên như là không khí, dòng sông, mặt trời, ngọn núi, biển cả. Đấy. Những cái điều này nó không phải là hiển nhiên mà có đâu, mà cho nên chúng ta cần phải quay trở về chúng ta biết ơn. Đấy. Hay là biết ơn về môi trường sống như là căn nhà, vật dụng. Hay là biết ơn về các bộ phận trên cơ thể như là mắt, mũi, tai, thân người, trái tim, bộ não, vân vân. Mọi người có thể chụp lại cái màn hình này giúp Thuận nha. Chụp lại, nếu mà ghi không kịp thì chụp lại để chúng ta biết, chúng ta gợi ý trong đài này chúng ta thực hành. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể biết ơn về các chủ đề trong cuộc sống. Có thể là biết ơn về sức khỏe và cơ thể này, có thể là về công việc này, về tiền bạc này, về mối quan hệ này, về hạnh phúc, về niềm đam mê, về tình yêu, về cuộc sống, thiên nhiên, trái đất, những sản phẩm vật chất và dịch vụ. Thì những cái ngày đầu tiên với Thuận ấy, thì cái ngày đầu tiên với Thuận ấy là cái việc mà thực hành lòng biết ơn với Thuận, nó cũng là một cái điều mà trong mấy cái ngày đầu tiên ấy thì nó cũng hơi là gọi là giống như kiểu là nó hơi máy móc, bởi vì lúc đó mình chưa có cái thói quen biết ơn mà, cho nên mình cũng cảm thấy khó để tìm ra được cái điều gì đó biết ơn. Nhưng mà Thuận làm theo đúng theo hướng dẫn, đó là gì ạ? Hãy nhìn xung quanh mình này và biết ơn mọi thứ mà mình đang có và mình đã có. Thì các anh chị biết không ạ? Và Thuận đã từng là gì? Biết ơn cây viết. Đơn giản là cây viết các bạn anh chị đang cầm trên tay đấy ạ. Đôi khi là mình biết ơn cây viết này. Tôi biết ơn cây viết này bởi vì cây viết này đã giúp cho tôi ghi lại những suy nghĩ của mình để thực hành lòng biết ơn. Đơn giản thế thôi ạ. Tôi biết ơn cuốn sổ này bởi vì cuốn sổ này giúp cho tôi ghi lại những cái điều mà tôi học được, cũng như là ghi lại thực hành cái chương trình thực hành lòng biết ơn này. Cho nên là vậy thì cái gì là cái thứ mà chúng ta cần phải biết ơn? Nó có cần phải là một cái thứ mà chúng ta cảm thấy nó rất là lớn hay không, hay là nó vô cùng nhỏ bé cũng được? Thì câu trả lời là cứ cái gì mà nó đang hữu ích với chúng ta ở trong chính cuộc sống của chúng ta, ở xung quanh chúng ta, thì chúng ta cần phải nhìn thấy nó. Khi chúng ta nhìn thấy nó thì đó chính là thứ chúng ta cần biết ơn. Ví dụ như là chúng ta biết ơn cái bàn vi tính chúng ta đang ngồi, chúng ta biết ơn cái điện thoại chúng ta đang sử dụng. Nhưng mà lưu ý này, biết ơn thì nó phải có nói rõ lý do vì sao nhé. Tức là cái cấu trúc của cái câu để chúng ta viết ra cái điều biết ơn nó sẽ bao gồm hai cái phần là biết ơn cái gì và vì sao. Tôi biết ơn chồng tôi bởi vì anh ấy đã làm gì? Anh ấy đã gọi là cùng với tôi trong cả cái hành trình. Ví dụ như Thuận là tôi biết ơn vợ tôi. Thuận rất là nhiều lần ghi vào trong cuốn sổ này là tôi biết ơn vợ tôi, và tôi ghi rõ tên ra là tôi biết ơn vợ Vũ Thị Thúy bởi vì cô ấy đã đồng hành cùng tôi trong suốt một cái chặng đường dài gần 20 năm qua, để chúng tôi cùng nhau gọi là nuôi con, cùng nhau là xây dựng cuộc sống. Thì từ những cái điều mà mình sẽ cần phải lục lại trong tâm trí của mình, bởi vì đây là phương pháp mà chúng ta cần phải biết ơn với những gì mình đã và đang có. Cho nên mình phải lục lại trong tâm trí của mình, hoặc là phải quan sát những gì trong hiện tại để chúng ta thấy được cái điều cần biết ơn. Và tiếp theo thì đây, đó là đây là các cái nhóm, các cái lĩnh vực, chủ đề để chúng ta có thể chia nó ra, để chúng ta nếu như chúng ta khó tìm thì chúng ta có thể chia nó ra thành những cái chủ đề này, những chủ đề này để chúng ta bắt đầu viết ra cái câu lệnh đó. Rồi, và trong cái hành trình mà Thuận thực hành lòng biết ơn ấy, thì trong cái hành trình mà Thuận thực hành cái lòng biết ơn ấy, thì Thuận thấy rõ được cái sự chuyển hóa ở bên trong. Và rõ ràng một điều rằng là theo đúng như quy luật, theo đúng như là luật hấp dẫn, thì Thuận đã được đi học, và Thuận đã đọc một cái cuốn sách về luật hấp dẫn từ những năm 2010, cuối năm 2010, chắc khoảng năm 2015 á, là Thuận đã đọc một cái cuốn về luật hấp dẫn. Và Thuận được học về tư duy thành công từ năm 2010. Thuận đọc về sách dạy làm giàu từ năm 2003. Và trong tất cả những cái cuốn sách mà Thuận đọc liên quan đến làm giàu và phát triển bản thân, hay là trong những cái khóa học mà Thuận tham gia về phát triển bản thân và làm giàu, thì họ đều nói rằng, những người thầy đều nói rằng như vậy này: bạn phải nghĩ về những điều bạn muốn, bạn phải nói về những điều bạn muốn, và bạn phải cảm nhận những cái điều bạn muốn nó đang thực, nó đang có ở trong cái cuộc sống của bạn. Tức là cái phương pháp tưởng tượng đấy ạ. Nhưng mà mọi người biết không ạ, sự thật là trong vòng khoảng gần 20 năm, cho chính xác là đến khi Thuận thực hành cái lòng biết ơn này, tức là cách đây khoảng là 60 ngày. Chỉ có 60 ngày trở lại đây Thuận mới làm chủ được tâm trí của mình trọn vẹn. Còn trọn vẹn tức là đâu đó nó chỉ khoảng là 95% thôi. Nó vẫn còn khoảng 5% nữa là thỉnh thoảng nó vẫn bị rơi đầu của mình vẫn nghĩ về cái điều mà mình không muốn. Nhưng mà khoảng 95% là nó nghĩ về điều mà mình muốn rồi, là khoảng 60 ngày trở lại đây nhá. Còn trước đó ấy, thì mặc dù mình hiểu rằng mình phải nghĩ đến cái điều mà mình muốn, nhưng mà sự thật thì có được không ạ? Không được. Nào là cá nhân mình thì đôi khi mình cũng nghĩ đến cái chuyện buồn, cái chuyện mà mình không thích. Rồi nào là xung quanh mình thì vợ và con mình nhiều khi lại đi nói những cái điều, hoặc là tạo ra những cái điều mà mình không muốn. Đấy, cho nên nó mình bị cuốn vào trong những cái chuyện đó. Hay là đôi khi là gì? Không đủ tiền trong cuộc sống. Rồi đôi khi là gì? Là công việc nó không như mình kỳ vọng. Thế thì tất cả những cái điều đó nó diễn ra, nó đến với cuộc sống của mình, thì nó lại làm cho mình phải bị bận tâm về nó. Và như vậy mình không thể nghĩ về cái điều mà mình muốn được, thì mình bị cuốn vào cái điều mà mình không muốn. Cho nên là nghĩ về cái gì thì cái đó đến với mình nhiều hơn. Nhưng mà mọi người biết không ạ, khi mà Thuận bắt đầu thực hành lòng biết ơn, thì cả ngày hôm đó Thuận không có nghĩ đến cái điều tiêu cực nữa, mà Thuận bắt đầu Thuận thấy là ôi, đây chính là cái giải pháp để cho tôi giữ cái suy nghĩ của tôi vào cái điều mà tôi mong muốn. Và sau đó thì Thuận nhớ Thuận có đăng lên một cái bài trên Facebook là gì ạ? Là cái tâm trí của mình ấy, cái đầu của mình ấy, nó hệt, nó giống như cái ly này này. Cái tâm trí của mình, cái đầu của mình nó giống như cái ly này. Còn những cái điều mình muốn, những cái suy nghĩ tích cực nó giống như nước ở trong ly. Còn những suy nghĩ tiêu cực thì nó giống như không khí ở trong cái ly này. Và bây giờ mặc dù là không cần phải đổ không khí vào, không cần phải cố tình đưa không khí vào ly, thì trong cái ly này vẫn đầy không khí. Mọi người thấy có đúng không ạ? Tức là tâm trí của chúng ta không cần phải làm gì hết thì nó vẫn đầy dẫy những suy nghĩ tiêu cực. Nếu như chúng ta không làm chủ nó thì trong tâm trí của chúng ta nó sẽ đầy dẫy những suy nghĩ tiêu cực. Và thì câu hỏi đặt ra là làm thế nào để chúng ta không nghĩ đến tiêu cực nữa? Thì nước chính là những cái suy nghĩ tích cực. Nước chính là tình yêu thương và lòng biết ơn trong cái ví dụ này. Và để không còn, để đẩy không khí ra khỏi cái ly này thì chỉ đơn giản là gì ạ? Rót vào trong cái ly này đầy nước. Khi mà rót vào trong cái ly này đầy nước thì không khí tự bị đẩy ra bên ngoài và không khí nó tự bị đẩy đi. Điều đó có nghĩa là gì ạ? Khi chúng ta nghĩ về lòng biết ơn thì tự động trong tâm trí chúng ta không còn nghĩ đến tiêu cực nữa, không còn suy nghĩ tiêu cực nữa. Cho nên chúng ta cần phải thực hành lòng biết ơn và duy trì trong cả cuộc đời của mình để chúng ta luôn luôn giữ tâm trí của mình hướng về những điều mà mình muốn. Và từ đó chúng ta sẽ thu hút theo luật hấp dẫn, thì chúng ta sẽ thu hút được những điều mà mình muốn đến với cuộc sống của mình. Đó. Và công thức của ngày hôm nay, và trong ngày hôm nay ấy, thì chúng ta cần phải thực hành cái phương pháp gọi là mình cảm thấy vui vẻ, cảm thấy hạnh phúc đó, thì chúng ta cần phải lập ra thực hành này. Chúng ta cần phải lập ra danh sách 10 điều bạn cảm thấy vui vẻ. Ngày hôm nay chúng ta cần phải lập ra danh sách 10 điều bạn cảm thấy vui vẻ. Viết ra lý do vì sao bạn lại cảm thấy biết ơn về cái điều đó. Viết ra lý do vì sao bạn lại cảm thấy biết ơn về điều đó. Và đọc lại danh sách và nói từ nhiệm màu cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn sau mỗi cái điều đó. Tức là có 10 điều thì đọc lại sau khi viết được đủ 10 điều rồi. Và lý do theo cái cấu trúc lúc nãy, theo cái cấu trúc ban đầu ấy là đây là tôi thật sự vui khi có được điều gì này. Bởi vì tại sao này? Tức là ghi cụ thể ra theo một cái cấu trúc này và ghi đủ 10 điều như vậy. Tức đương nhiên là 4 cái mẫu câu này ta có thể dùng mẫu câu nào cũng được. Nhưng hoặc là có thể dùng cả 4 mẫu và chia nó ra. Đấy, chia nó ra và dùng cả 4 mẫu. Thì sau đó thì chúng ta ghi đủ là một cái danh sách 10 điều. Cái ngày đầu tiên Thuận làm thì Thuận không ghi 10 điều mà Thuận ghi 15 điều. Bởi vì theo quan điểm, theo cái thói quen của Thuận ấy là mình sẽ luôn luôn làm nhiều hơn những gì mình được yêu cầu. Cho nên là ngày đầu tiên thì Thuận làm ra 15 điều. Đấy. Vậy thì là nếu có thời gian thì mọi người hãy ghi ra càng nhiều càng tốt. Nếu có thời gian nha. Nhưng mà nếu như mà mình không có thời gian thì mình nỗ lực để mình ghi ra 10 điều thôi là được rồi. Ghi ra 10 điều và sau đó mỗi một điều ấy, thì sau khi ghi xong rồi ấy, thì ta sẽ đọc lại và chúng ta đọc lại từng điều. Và chúng ta sẽ nói cái từ cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Nói bao nhiêu lần cái từ cảm ơn này sau mỗi điều. Đấy. Rồi. Đọc cái phương pháp nhiệm màu của ngày mai. Đây là cái bài tập mà chúng ta cần làm trong ngày hôm nay. Đấy. Thuận lấy ví dụ như này để cho mọi người biết cái cách Thuận làm. Đây ạ. Thuận sẽ... Đây. Là khi mà Thuận viết ra cái danh sách 15 cái điều mà Thuận đã... Cái ngày đầu tiên nha. Ngày đầu tiên hôm đó thì Thuận viết ra 15 chứ không phải là 10. Tại vì lúc đó Thuận nghĩ rằng Thuận sẽ cần phải làm nhiều hơn những gì mà mình cần phải làm để cho mình có được cái kết quả tốt hơn nha. Thuận ghi ra 15. Vậy thì sau khi mà ghi ra được 15 điều như này này, đây là bắt đầu từ điều số 1 này, rồi sang đây là điều thứ 15 này, thì Thuận sẽ làm như thế này nhá. Đây là hoàn thành bước thứ nhất này, là ghi ra danh sách 10 điều mà mình cảm thấy biết ơn và lý do vì sao mà mình cảm thấy biết ơn. Sau đó thì mình đọc lại này. Bây giờ là bước là Thuận đọc lại nhá. Nào. Tôi thật sự vui khi có được kiếp làm người này, bởi vì khi sống ở kiếp người, tôi đã gặp được chánh pháp và thực hành chánh pháp mỗi ngày. Sau đó Thuận nói cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn 3 lần. Đó. Đấy. Đọc xong một điều thì nói cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn 3 lần. Và cái câu hỏi đặt ra là Chúng ta cần phải đọc thành tiếng hay chúng ta đọc thầm? Chúng ta cần đọc nhỏ hay đọc to? Thì câu trả lời là đọc như nào cũng được, đọc thầm cũng được, đọc thành tiếng cũng được, đọc nhỏ cũng được, đọc to cũng được. Nhưng mà đọc sao cho nó có cái hiệu quả nhanh hơn thì theo kinh nghiệm của Thuận là chúng ta phải tập trung. Cái điều thứ nhất là phải tập trung vào và chúng ta đọc nó. Điều thứ nhất là tập trung vào đọc nó này. Tức là chúng ta không suy nghĩ vẩn vơ về công việc. Ở trong cái khoảng thời gian mà chúng ta thực hành lòng biết ơn này thì hãy coi như đây là cái khoảng thời gian mà chúng ta không làm gì hết, bất cứ một cái điều gì nó chúng ta cần phải làm cũng tạm thời gác lại và chúng ta chỉ tập trung 100% vào cái thực hành lòng biết ơn này thôi. Đấy. Và cũng theo cái trải nghiệm của Thuận thì nên với Thuận nha, thì Thuận thấy rằng đọc to hiệu quả hơn là đọc chậm. Cái ngày hôm đó nếu Thuận đọc to thì Thuận cảm thấy vui hơn. Thuận cảm thấy vui, cái niềm vui nó đến nhiều hơn. Cho nên Thuận thích đọc to hơn. Vậy thì đọc to lại là bây giờ chúng ta đang ở trong gia đình của chúng ta còn có chồng, có vợ, có con, có bố, có mẹ. Nhiều khi chúng ta mắc cỡ đúng không ạ? Có không ạ? Thuận cũng mắc cỡ luôn. Thuận nói thật với các anh chị là mấy cái ngày đầu tiên Thuận làm cái cuốn này Thuận không muốn cho ai xem hết. Thuận viết ra Thuận không muốn cho ai xem là mấy cái ngày đầu tiên đó. Thì Thuận viết ra xong rồi Thuận mới lại gấp lại. Nhưng mà khi mà Thuận để trên bàn làm việc của Thuận ấy, thì nó có mấy cuốn sổ thì Thuận để nó ở dưới cùng. Sau đó để mấy cái cuốn khác ở phía bên trên. Mục đích là mình đang lúc đó mình đang còn cái lòng biết ơn của mình nó đang còn hơi gượng ép, cho nên là Thuận cố tình để nó bên dưới để cho mọi người vào không có, nếu ai nó có vào cái phòng làm việc của Thuận thì cũng sẽ không đọc nó. Nhưng mà mọi người biết không ạ, sau đó thì Thuận lại thấy rằng ấy, là mình thực hành lòng biết ơn này mình thấy rằng là mình thoải mái hơn và mình nhẹ nhàng hơn, mình giống như mọi thứ nó trở thành cái điều hiển nhiên ấy, thì Thuận không có để nó xuống dưới nữa và Thuận sẵn sàng đọc to nó lên và Thuận sẵn sàng để luôn cái bài mà Thuận thực hành này ở ngay trên bàn làm việc ở trên cùng chứ không phải để ở dưới nữa. Cho nên ý là nếu như bây giờ mà ai đó đang, các anh chị đang thực hành và mình chưa có cái, chưa đưa nó trở thành cái văn hóa trong gia đình của mình mà mình vẫn đang còn cảm thấy là mình hơi mắc cỡ, mình hơi cảm thấy là nhút nhát, hơi xấu hổ thì chúng ta không cần phải đọc to, chúng ta đọc thầm trong người, trong đầu mình cũng được ha, đọc thầm cũng được đấy. Nhưng mà chúng ta phải viết ra tối thiểu 10 điều và phải có lý do cụ thể là tôi biết ơn cái gì và vì sao tôi biết ơn cái điều đó. Ai hiểu cái ý Thuận nói rồi thì bình luận hiểu giúp Thuận đi ạ. Nếu mà anh chị nào hiểu rồi thì bình luận là hiểu giúp Thuận. Rồi, cảm ơn chị Huyền rất là tuyệt vời, chị Nguyễn Oanh, cảm ơn chị Hương Phan, cảm ơn chị Hiên, cảm ơn chị Thu Hà, cảm ơn Đỗ Thị Tình. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn Diễm My, cảm ơn chị Thủy. Tức là chúng ta, một lần nữa Thuận nhắc lại là chúng ta cần phải có cái cấu trúc là biết ơn cái gì, tức là đối tượng mà mình biết ơn và lý do vì sao. Thì phải có đối tượng và lý do và ghi nó thành một câu gọi là một danh sách. Và cái danh sách này gồm có 10 cái điều như vậy. Đấy. Và sau đó thì Thuận đọc xong cái ngày thứ nhất, xong cái điều thứ nhất rồi thì đọc tiếp cái điều thứ hai. Tôi thật sự vui khi có được cơ thể khỏe mạnh này, bởi vì nhờ có cơ thể khỏe mạnh này mà tôi có thể làm được những điều hữu ích cho mình và những người xung quanh. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Đó. Nếu như cái việc mà chúng ta tập trung vào cái từ cảm ơn nó khó quá thì chúng ta có thể nhắm mắt lại để chúng ta tập trung 100% vào cái từ cảm ơn mà chúng ta nói và cái điều mà chúng ta đang biết ơn đấy. Rồi, tiếp theo ạ. Tôi thật sự vui và biết ơn đối với cha mẹ tôi, vì cha mẹ đã sinh ra tôi và nuôi dạy tôi khôn lớn để tôi có được cuộc sống như ngày hôm nay. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Đó. Rồi, cho Thuận hỏi là đến thời điểm này thì bao nhiêu trong số các anh chị đã cảm thấy mình đã hiểu được ngày hôm nay mình phải làm gì rồi, thì ghi vào trong phần bình luận là tôi đã hiểu giúp Thuận, tức là hiểu ngày hôm nay ấy. Còn ai có câu hỏi gì thì hãy bình luận vào trong cái phần ô chat ấy, cái câu hỏi của mình để Thuận hướng dẫn cho mọi người. Cảm ơn chị Hằng, cảm ơn chị Trang, cảm ơn chị Chiên. Tôi đã hiểu, rất tuyệt vời ha, rất tuyệt vời. Có ai có câu hỏi gì không ạ? Nếu ai có câu hỏi gì mình có thể bình luận vào trong phần ô chat để Thuận đọc và Thuận trả lời ạ. Và như vậy thì nếu như cái việc mà tìm hiểu, tìm ra cái điều mà mình cảm thấy biết ơn nó khó quá, thì các anh chị hãy thấy rằng ấy là ngay ngày hôm nay khi chúng ta đang ngồi ở trong Zoom này, thì chúng ta cũng có thể cảm thấy biết ơn những người bạn của mình ở trong Zoom, bởi vì họ đã giúp cho mình có thêm cái nguồn cảm hứng. Thuận sẽ chụp cái 28 ngày thực hành lòng biết ơn, Thuận sẽ chụp cái trang đầu tiên này của Thuận, và Thuận sẽ đăng ở trong cái group Facebook là đây, chúng ta có một cái group thực hành nha. Bởi vì là chúng ta cần có một cái sự cộng hưởng, chúng ta cần có một cái sự cộng hưởng về gọi là cộng hưởng để chúng ta có được kết quả tốt hơn. Chính vì vậy chúng ta hãy cho đi bằng cách là gì ạ? Bằng cách chúng ta truyền cảm hứng cho người khác, bằng cách là hãy đăng cái bài của mình lên trên cái group đó. Thì đây là cái group mà chúng ta sẽ thực hành. Đây là group chúng ta sẽ thực hành. Cái group này ấy, thì chúng ta sẽ làm thế nào để có được cái group này? Thì đầu tiên chúng ta sẽ vào trong Facebook. Vào trong Facebook này. Đi vào trong Facebook này. Sau đó chúng ta gõ vào cái tìm kiếm này. Chúng ta gõ cái chữ Đường Lớn. Có chữ Đường Lớn nè. Và gạch nối ra chữ là hướng dẫn thực hành lòng biết ơn. Ghi như vậy thôi là nó đã hiện ra rồi. Còn trong trường hợp nếu chưa có thì có thêm cái chữ Đinh Đức Thuận đằng sau nữa. Đấy. Và chúng ta gõ tìm kiếm nó thì chúng ta sẽ thấy nó sẽ hiện lên, bởi vì thực tế là cái group Đường Lớn này thì chỉ có Thuận đạo thôi. Đấy. Đường Lớn này, hướng dẫn thực hành lòng biết ơn. Đấy. Rồi chúng ta nhấn vào tham gia. Và trong group này thì chúng ta sẽ làm gì ạ? Chút xíu nữa Thuận sẽ post lên đây một cái bài là thực hành lành lòng biết ơn ngày 1. Sau đó Thuận sẽ chụp hình của cái bài của Thuận. Thuận đang xuống bên dưới. Và các anh chị hãy chụp hình cái bài của mình. Chụp hình cái bài của mình sau khi mình viết đủ cái danh sách 10 điều rồi. Thì chụp hình cái bài của mình và mình đăng ở dưới phần bình luận. Để cho những người khác họ vào họ học hỏi. Họ học hỏi cũng như là để mà mình gửi lên vũ trụ cái sự biết ơn của mình. Gửi lên vũ trụ những cái thông điệp mà trong cái suy nghĩ của mình. Để có được cái sự cộng hưởng. Và để cho cái kết quả, cái phép màu nó đến với mình nhanh hơn. Thì kết thúc cái Zoom này Thuận sẽ đăng cái này nha. Và Thuận sẽ đưa cái chụp hình của cái bài của Thuận lên trên đó để cho mọi người tham khảo. Và mọi người hãy nhớ là mình cũng sẽ chụp hình cái bài của mình. Đây là điều không bắt buộc ha. Mọi người, các anh chị có thể không cần đăng cái bài tập mà các anh chị đang làm. Nhưng nếu mà các anh chị đăng thì tức là các anh chị đang cho đi. Tại vì sao? Có nhiều người họ đang thì ngơ ngỡ mà họ không biết làm thế nào để viết cái điều họ đang biết ơn. Bởi vì cuộc sống nhiều khi mình đang có những cái điều mà bộn bề trong cái sự khó khăn, nên mình không cảm nhận được những điều mình đang cần phải biết ơn. Cho nên mình không có cái thứ, không biết phải ghi cái gì. Thì nếu mà mình ghi, ví dụ như chị Diễm My ghi, chị Thu Hà ghi, chị Chiên ghi, sau đó thì chụp hình và đăng lên trên cái phần bình luận đó, thì sẽ giúp cho mọi người có được cái gợi ý cho mọi người biết cần phải biết ơn cái gì. Tức là mình đang cho đi. Và theo luật tự nhiên thì những gì mình đang cho đi, những gì mình cho đi nó sẽ chính là những thứ mà mình sẽ nhận về. Và cái trái mà mình nhận về ấy, nó luôn luôn lớn hơn rất nhiều lần so với cái thứ mà mình cho đi. Hãy hình dung là chúng ta chỉ gieo ra bên ngoài thiên nhiên một hạt lúa thôi. Thì khi mà cái hạt lúa đó nảy mầm và lên cây lúa thì chúng ta luôn luôn có được một bông lúa. Mà cái bông lúa thì nó không phải là một hạt mà nó có thể bao gồm hàng chục, thậm chí là vài chục hạt. Có đúng không ạ? Cho nên là khi chúng ta gieo ra ngoài một hạt giống thì chúng ta sẽ luôn luôn nhận về được gấp bội lần. Chính vì vậy mọi người hãy cùng với lại là Thuận, cùng với lại cộng đồng chúng ta, để cùng với các anh chị khác ở trong Zoom này, để xây dựng một cái cộng đồng người Việt Nam sống với tràn đầy cái tình yêu thương và lòng biết ơn, để từ đó chúng ta biến cái cuộc sống của chúng ta trở nên tươi đẹp, hạnh phúc và đủ đầy. Và cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn các anh chị đã tham gia vào cái ngày thứ, đây là ngày thứ nhất, và lưu ý giúp Thuận là cái phương pháp của ngày thứ nhất này, chúng ta cái phương pháp mà Thuận vừa hướng dẫn ấy là chúng ta sẽ thực hành nó trong suốt cả cuộc đời và tối thiểu là trong 27 ngày tiếp theo. Lưu ý này, không phải là chỉ thực hành một ngày hôm nay. Cái phương pháp ngày hôm nay Thuận hướng dẫn được gọi là phương pháp nhiệm màu số 1, được gọi là phương pháp nhiệm màu số 1 và có tên là cảm thấy mình thật hạnh phúc hoặc là cảm thấy mình thật vui vẻ. Đấy là tên của phương pháp. Và chúng ta sẽ thực hành nó trong suốt cả cuộc đời của mình. và tối thiểu là trong 28 ngày tiếp theo, trong 27 ngày tiếp theo, và 27 ngày tiếp theo chúng ta sẽ luôn luôn lặp lại phương pháp này. Đấy. Và nếu ai đó đang còn khó khăn trong cái việc thực hành, hãy nhắn tin cho Thuận qua Zalo hoặc là Facebook, hoặc là nhắn tin cho cô Thúy qua Zalo hoặc Facebook, thì cô Thúy sẽ hướng dẫn thêm cho mọi người. Bởi vì Thuận là cái người đã thực hành qua, Thuận cảm thấy nó vô cùng giá trị, và Thuận đã nguyện rằng đây là một phần trong cái chương trình Đường Lớn. Đường Lớn là một cái dự án mà Thuận đang xây dựng, Thuận làm. Đường Lớn là một dự án nhá, và thực hành lòng biết ơn này là một phần trong dự án đó, và Thuận đã nguyện với lòng mình là Thuận sẽ thực hiện hướng dẫn và thực hành cũng như là giúp cho mọi người trong suốt 10 năm tiếp theo kể từ năm nay, kể từ cái thời điểm này. Thuận thấy nó vô cùng giá trị, và Thuận mong muốn rằng những cái người mà Thuận gặp trong cuộc đời này, trong cái kiếp sống này, Thuận gặp được ai Thuận chia sẻ nó cho mọi người, bởi vì nó thực sự giá trị. Thuận chưa bao giờ nghĩ rằng Thuận sẽ làm một cái gì đó mà lên tới 10 năm theo trong quá khứ. Có mỗi cái tư tưởng là học cái công thức về thành công, sau đó chia sẻ cho mọi người, truyền cảm hứng cho mọi người, thì Thuận đã duy trì nó từ năm 2003 đến giờ. Nhưng mà Thuận vẫn chưa biết, lúc đó Thuận vẫn không biết công thức thành công là gì. Nhưng mà ngày hôm nay thì Thuận biết rõ là cái việc hướng dẫn mọi người thực hành lòng biết ơn và cái dự án Đường Lớn đó chính là cái điều mà Thuận sẽ làm trong tối thiểu là 10 năm tiếp theo. Thì hy vọng rằng chúng ta sẽ có được những cái thành tựu, mở ra được cái phép màu trong cuộc sống của mình. Và trước khi kết thúc buổi Zoom ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chụp một vài cái tấm hình để chúng ta làm lưu niệm, kỷ niệm cùng nhau. Và bây giờ mọi người hãy ngồi thẳng lưng lên ha, rồi cười ha. Ai có thể mở Zoom thì mở, cũng không bắt buộc mọi người phải mở Zoom ha. Ai có thể mở camera thì mở, và ai cảm thấy rằng không phù hợp để mở thì cũng không sao cả. Nhưng mà chúng ta sẽ chụp cái tấm hình, và Thuận sẽ chụp hình ha. Mọi người nhìn vào camera và cười tươi lên nào. Nào, 1, 2, 3. Rồi nào, chú nhá, lại nhá, nào, 1, 2, 3 nào, nhìn thẳng vào camera cười tươi nhá. 1, 2, 3. Tuyệt vời, đây là Thuận sẽ có 2 cái màn hình, cho nên là mọi người giúp Thuận là chờ Thuận chút xíu ha. Rồi màn hình thứ 2, giữ cái sự nở nụ cười tươi ở trên màn hình nhá, trên Zoom nhá. Nào, 1, 2, 3. Ok, 2 màn hình. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều, và hẹn gặp lại mọi người, hẹn gặp lại cả nhà vào sáng ngày mai lúc 4:30 thì Zoom được mở, và bắt đầu thực hành một lúc 4 là 5 giờ, và 5:45 sẽ kết thúc buổi Zoom và kết thúc, nhưng mà để cho mọi người tự thực hành. Và nếu ai có câu hỏi gì, Thuận sẽ ngồi chờ đến 6 giờ, tức là Thuận sẽ có 15 phút để chờ mọi người thực hành. Và nếu ai có câu hỏi gì, có khó khăn gì, có thể bình luận vào trong phần ô chat để Thuận biết, Thuận giải thích cho, Thuận hướng dẫn cho. Và bây giờ nếu ai xong rồi, mọi người có thể kết thúc Zoom để mọi người tự viết ra sổ của mình. Nhớ này, điền viết ra sổ, sau đó phải đọc lại nha. Viết ra danh sách 10 điều rồi, sau đó phải đọc lại từng điều và nói lời cảm ơn lần sau mỗi điều đó. Và sau đó thì lưu ý rằng hãy làm phước bằng cách chụp hình cái mảnh của mình đăng lên trên group Facebook mà chúng ta đang thực hành. Đó là group Đường Lớn mà Thuận vừa chia sẻ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thuận vẫn ngồi ở đây, Thuận không mở mic nhưng Thuận vẫn ngồi ở đây, và Thuận đang chờ để xem nếu ai có câu hỏi gì đó thì Thuận giải thích ha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai. Zalo của Thuận là nhắn tin Facebook thì nó dễ hơn, còn Zalo thì là 0909. Còn của cô Thúy là của cô Thúy là 0396068276. Đây là số Zalo ha. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều.